Xin chào tất cả các em, cô là Lê Thị Quỳnh Trang, giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên Quốc Học. Hôm nay cô sẽ tiếp tục đồng hành với các em trong chương trình dạy học trên truyền hình môn ngữ văn 12. Trước khi bắt đầu vào bài mới, cô xin mời các em cùng đến với một số các hiện tượng văn học sau đây. Đầu tiên là một bài báo, sách bán chạy và bán ế. Các em đang nhìn thấy trên màn hình một góc của phố sách Đinh Lễ, con phố sách rất nổi tiếng ở Hà Nội, nơi những cuốn sách bán chay và bán ế gặp nhau. Tác giả bài báo đã đề cập vấn đề khá thú vị. Là nhà văn, anh muốn tác phẩm của mình được bạn đọc đón đời thế nào? Mong ngóng hay hờ hững lạnh nhạt? Nếu tác phẩm được nhiều người mong đợi, nó sẽ bán chay và ngược lại. Nếu chỉ một số nhỏ quan tâm đến, nó sẽ bán ế. Nhưng thêm một câu hỏi nữa được đặt ra, bán chay hay bán ế có đồng nghĩa với chất lượng sản phẩm? Các em suy nghĩ như thế nào về câu hỏi này ạ? Sách bán chay có nghĩa là chất lượng cao, còn sách bán ế là chất lượng thấp. Điều này có đúng không ạ? Cô mời các em đến với bài báo thứ hai. Tác phẩm đoạt giải Nobel, bán thua xa sách ngôn tình. Các em đang nhìn thấy trên màn hình hình ảnh của nhà văn Nguyễn Quang Thiều. Khi thực hiện cuộc phỏng vấn này với phóng viên, ông đang là Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam. Và ông đã đưa ra một hiện tượng trong đời sống văn học đương đại. Những tác phẩm được giải Nobel dịch tốt và in đẹp ở Việt Nam cũng thua xa một cuốn sách ngôn tình. Các em biết giải thưởng Nobel là giải thưởng cao quý nhất hành tinh trao cho các lĩnh vực, trong đó có văn chương nghệ thuật. Và không chỉ xảy ra ở trong đời sống văn học Việt Nam mà cả thế giới, một số các tác phẩm đạt giải Nobel, một số các tác phẩm kinh điển bán ế. Và trên thị trường văn học, nghĩa là người đọc không quan tâm, hoặc là số lượng người đọc rất là ít. Ví dụ như tác phẩm Âm thanh và cuồng nộ của William Faulkner, đây là một tiểu thuyết khi xuất bản lần đầu thì người đọc gần như rất là khó hiểu, nên trên thị trường văn học thì bán không chạy. Hoặc một tác phẩm kinh điển khác, tập thơ Lá cọ của Whitman, xuất bản lần đầu 1.000 bản nhưng bán chưa tới 30 bản. Như vậy ta lý giải như thế nào về các hiện tượng này? Ở tiết học trước, các em đã học giá trị văn học, có giá trị nhận thức, giá trị giáo dục, giá trị thẩm mỹ. Đây là những giá trị từ thân của tác phẩm văn học. Có nghĩa là với một số tác phẩm văn học có giá trị rất lớn, nhưng bán ế, người đọc đọc ít. Tuy nhiên ta không thể phủ nhận được giá trị của nó đối với đời sống văn học. Và các em biết là giải thưởng Nobel văn học nó không chỉ đem lại vinh quang cho cá nhân nhà văn mà còn là vinh quang cho cả một dân tộc. Điều này có nghĩa là với những tác phẩm văn học có giá trị lớn, với những tác phẩm văn học đích thực, thì sự tồn tại của nó bất chấp quy luật thị trường, bất chấp quy luật thời gian. Và trở lại với dòng sách ngôn tình, cô nghĩ là khi đọc bài báo này sẽ rất nhiều bạn học sinh bật cười vì các em tìm thấy mình trong đó. Rất nhiều học sinh chúng ta đọc ngôn tình và không ít các bạn nhìn ngôn tình nặng. Và tại đây là một dòng sách gây nhiều tranh cãi. Vì sao như vậy? Các em thấy là dòng sách này với số lượng đầu sách lên tới cả vài triệu, nhưng số lượng tác phẩm có giá trị văn học rất là ít. Nghĩa là những tác phẩm thuộc dòng sách ngôn tình giá trị văn học thấp và nó chủ yếu nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu giải trí cho một số đông độc giả. Vì thế mà ta thấy cái hiện tượng này nó khá trái ngược với hiện tượng các tác phẩm văn học kinh điển, các tác phẩm đạt giải Nobel. Có nghĩa rằng là các em thấy quyết định số phần tác phẩm văn học không chỉ là giá trị văn học mà còn là người đọc. Ở đây cô muốn, khi đưa ra hiện tượng này, cô muốn nói với các em rằng bản thân chúng ta, cô và các em chúng ta đang là những độc giả, chúng ta có vai trò rất lớn trong đời sống văn học. Với những tác phẩm văn học đôi khi không có giá trị nhiều, nhưng bản thân rất là chạy do cái nhu cầu của độc giả, do cái hoạt động đọc, hoạt động tiếp nhận, do cái thị trường sách bán rất là chạy, khiến cho tác phẩm đó vẫn tồn tại và vẫn sống rất tốt trong đời sống văn học. Có nghĩa là độc giả hay người đọc quyết định rất lớn tới số phận của tác phẩm, quyết định rất lớn tới vai trò vị trí của nhà văn. Thế thì hoạt động tiếp nhận và thưởng thức văn học từ xưa tới nay có những gì thay đổi, có những gì khác biệt qua thời gian? Cô mời các em cùng đến với một số các hình ảnh sau đây. Những hình ảnh trên diễn tả hoạt động gì? Các em đang nhìn thấy những liên anh liên chị hát quan họ. Hoặc là ở bức ảnh thứ hai, một người mẹ đang hát ru con ngủ. Bức ảnh thứ ba là một người nghệ sĩ treo đang diễn. Những hình ảnh rất là quen thuộc và nó diễn tả một hoạt động, có nghĩa là các em đều có thể trả lời được. Hoạt động diễn sướng và thưởng thức tác phẩm văn học dân gian. Có nghĩa là ngay từ rất là xa xưa, khi chưa có chữ viết để ta có những quyển sách ta đọc, có những văn bản tác phẩm cầm lên để đọc, thì loài người vẫn thưởng thức văn chương nghệ thuật.
Tuy nhiên, với đặc trưng là sáng tác bằng ngôn ngữ nói, thì chúng ta thưởng thức văn học dân gian trong môi trường diễn xướng, nghĩa là văn bản tác phẩm sẽ được nói, được kể, được hát, được trình diễn. Như vậy, khi nói tới tiếp nhận và thưởng thức văn chương nghệ thuật không có nghĩa là chúng ta chỉ đọc sách, đọc tác phẩm, mà ta hiểu rằng có rất nhiều hình thức, trong đó có nghe, nhìn, nghe, xem. Cô mời các em đến với một ví dụ tiếp theo. Đoạn văn sau nói về hoạt động gì? Cả cụ ngồi nghiêm túc bên thư án, mường tượng như thánh hiền phảng phất đâu đây, đốt lư trầm cho khỏi bốc thơm tho, sửa dòng trong mà ngâm lên vang đồng, khỏi tỏa lên rồi tan dần vào khoảng không, dòng ngân ra rồi chìm vào cõi vắng, khiến như dắt mình từ từ bước từ hữu hình vào chốn vô hình. Đây là đoạn văn trích trong tác phẩm Trước đèn của nhà văn Lãng Nhân. Và theo các em, nó đang nói về hoạt động gì? Hoạt động gì mà cả cụ ngồi nghiêm túc, mường tượng như có thánh hiền, rồi đốt lư trầm sông cho thư phòng thơm, sửa dòng trong trẻo để ngâm lên vang đồng. Đây chính là hoạt động thưởng thức tác phẩm văn học và thường diễn ra trong văn học trung đại. Các em biết là các trí thức nho học, họ xem hoạt động thưởng thức văn chương nghệ thuật, nó là một cái hoạt động mà diễn ra phải trong một cái không gian trang trọng, thiêng liêng, một cái không gian thực sự phải tang nhã. Tất nhiên nói như vậy không có nghĩa là trong thời điểm hiện tại thì chúng ta không gặp cái không gian thưởng thức văn học như thế này. Chúng ta vẫn gặp cái không gian thưởng thức văn chương trang trọng, tao nhã ở những thế hệ độc giả như ông bà bố mẹ của mình. Hoặc người trẻ chúng ta vẫn rất có nhu cầu thưởng thức tác phẩm văn chương trong cái không gian yên tĩnh tao nhã. Tuy nhiên, nhịp sống hiện đại đã khác, hoàn cảnh xã hội hiện đại đã khác, nên cả hoạt động thưởng thức văn chương nghệ thuật nó trở nên rất đa dạng và phong phú về hình thức. Cô mời các em đến với một số các hình ảnh tiếp theo. Chúng ta bắt gặp rất nhiều người đọc sách trên xe buýt hoặc thưởng thức tác phẩm trên những cái thời gian mà di chuyển ở trên tàu điện ngầm. Không chỉ đọc sách mà còn đeo tai phone nghe nhạc. Chúng ta còn thấy ở trường học, ở trong những cái thời gian ra chơi, một không gian rất ồn ào náo nhiệt. Nhưng không chỉ cô mà các bạn học sinh cũng tranh thủ 15-20 phút giữa giờ để lắng mình trong một tác phẩm. Rồi chúng ta không chỉ cầm sách đọc, chúng ta đọc ở trên các phương tiện công nghệ như smartphone, iPad, máy tính bảng, laptop. Chúng ta không chỉ đọc sách mà chúng ta còn nghe sách nói để thưởng thức tác phẩm. Và cô xin mượn một ý kiến của Cynthia Freeland. Đây là một người nghiên cứu về các lý thuyết nghệ thuật. Và trong quyển sách Thế mà là nghệ thuật ư, bà đã chia sẻ như thế này. Trải nghiệm nghệ thuật của con người đã bị thay đổi triệt để trong kỷ nguyên hậu hiện đại này của Internet, videos, CD, quảng cáo, bưu thiếp và poster. Song điều này là lời hay hài đây? Cô và các em, chúng ta đang là những độc giả đương đại. Chúng ta đang sống giữa thế giới công nghệ. Chúng ta hưởng rất nhiều mặt lời của công nghệ và đương nhiên sẽ chịu những tác động tiêu cực từ nó. Thế thì lời hay hài do chính bản thân cá nhân của chúng ta lựa chọn và sử dụng. Tuy nhiên, với các hiện tượng văn học cô đã giới thiệu và các em từ đầu tiết học tới giờ, các em sẽ thấy rằng công nghệ thay đổi toàn bộ đời sống xã hội, trong đó có đời sống văn học. Quyết định vai trò vị trí nhà văn đã có những cái chuẩn khác trước. Quyết định số phận của tác phẩm văn học cũng có những thay đổi. Và hoạt động đọc thưởng thức tác phẩm văn chương của độc giả chúng ta cũng có những thay đổi. Để lý giải tất cả những thay đổi này, thì tiết học hôm nay tiếp nhận văn học. Cô nghĩ rằng qua phần trao đổi thảo luận thì sẽ góp phần giúp chúng ta giải đáp một số thắc mắc thường gặp trong đời sống văn học. Cô mời các em qua bài mới. Giá trị văn học, tiếp nhận văn học chúng ta học trong hai tiết. Tiết 1, giá trị văn học, và tiết này chúng ta học tiếp nhận văn học với cấu trúc bài học gồm hai phần. Phần kiến thức, chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp nhận trong đời sống văn học, tính chất của tiếp nhận văn học, cả cấp độ tiếp nhận văn học, và phần bài tập ở cuối tiết để củng cố ôn luyện. Chúng ta vào phần 1 nhỏ, tìm hiểu tiếp nhận trong đời sống văn học. Các em biết là đời sống văn học khởi nguồn từ hoạt động sáng tạo của người nghệ sĩ, có nghĩa là nhà văn viết ra văn bản tác phẩm. Thế nhưng văn bản tác phẩm nó chỉ là một tập hợp các ký hiệu về mặt ngôn ngữ, và để cho cái sự sáng tạo, cảm hứng cũng như là những ý tưởng của nhà văn nó trở thành một cái thế giới sinh động, nó được gợi lên bởi một cái hình tượng nghệ thuật sinh động, thì phải có một cái hoạt động rất quan trọng. Đó là hoạt động tiếp nhận, mà vai trò của người đọc là vai trò trung tâm. Chính qua hoạt động tiếp nhận thì tác phẩm văn học từ những con chữ ở trên giấy nó trở thành một thế giới được cảm xúc, được cắt nghĩa, được lý giải. Và khi nói về điều này, cô muốn khẳng định một lần nữa với các em, đó là chúng ta, cô và các em, chúng ta đang là những độc giả có vai trò rất quan trọng trong đời sống văn học.
Chính hoạt động tiếp nhận của người đọc chúng ta thì duy trì quá trình văn học và thúc đẩy đời sống văn học phát triển. Thế thì hoạt động đọc của chúng ta, khi ta cầm sách lên, ta cầm văn bản tác phẩm lên, đó đã gọi là thưởng thức văn chương chưa? Đó đã gọi là tiếp nhận văn học chưa? Cô mời cả em đến với khái niệm. Tiếp nhận văn học là quá trình người đọc hòa mình vào tác phẩm, rung động với nó, đắm chìm trong thế giới nghệ thuật được dựng lên bằng ngôn từ, lắng nghe tiếng nói của tác giả, thưởng thức cái hay, cái đẹp, tài nghệ của người nghệ sĩ. Các em chú ý cho cô những cụm từ in đậm, đó chính là những trạng thái của tiếp nhận văn học. Và như vậy ta có thể phân biệt với những hoạt động đọc mà không phải là tiếp nhận. Ví dụ chúng ta đọc để tra cứu thông tin, chúng ta đọc tác phẩm nhưng mà để thống kê, để khảo sát, để tìm tư liệu. Tất cả những cái hoạt động mà tiếp xúc với văn bản đó đều không phải là tiếp nhận. Cô sẽ giới thiệu với các em một ví dụ tiêu biểu cho tiếp nhận văn học. Nhà thơ Chế Lan Viên thưởng thức tiếp nhận truyền kiều. Cào thơm đặt trước đèn tối giờ, mỗi trang kiều rung một bóng trăng thanh. Trần thương đời cô kiều như đời dân tộc, sắc tài sao lại lắm tuân chuyên. Cành xuân phải trao tay khi nước mất, cỏ bên trời xanh một sắc đàm tiên. Bỗng quỷ cô kiều như đời dân tộc, chữ kiên trinh vượt trăm sóng tiền đường. Chàng kim đã đến tình lau giọt khóc, và lò trầm đêm ấy tỏa bay hương. Tôi hiểu sao trong xà lim án chém, Lý Tự Trọng trưa nào còn đọc trang kiều. Đảng dạy ta không thể đưa lòng đi theo đảng, lại phải xa những gì dân tộc thương yêu. Giả đem lòng tôi đọc Nguyễn Du, có phải đã hiểu nhân dân mình thêm chút nữa, hiểu giá khổ đau để thêm bừng ngọn lửa, nước mắt ta đem đổi máu quân thù. Các em lưu ý cho cô những cụm từ và câu thơ in đậm. Mỗi trang kiều rung một bóng trăng thanh, trần thương, bổng quỷ cô kiều, tôi hiểu sao, giả đem lòng tôi đọc, có phải đã hiểu nhân dân mình hiểu giá khổ đau. Những cụm từ này nó cho ta thấy được trạng thái hòa mình, rung động, lắng nghe, thấu hiểu và thậm chí cả cái sự vỡ lẽ về nhận thức từ bên trong của Chế Lan Viên khi ông đọc bài thơ, khi ông đọc tác phẩm truyền kiều. Tất nhiên là khác với người đọc chúng ta, ở Chế Lan Viên tất cả những trạng thái và cảm xúc đó nó sẽ hóa thành nguồn cảm hứng mạnh liệt để ông sáng tác và viết lên bài thơ đọc kiều này. Thế thì từ khái niệm tiếp nhận văn học cho tới ví dụ tiêu biểu này, các em sẽ thấy rằng các tiết học đọc hiểu văn bản, môn ngữ văn trong chương trình phổ thông của chúng ta chính là tiếp nhận văn học. Bởi vì trong những tiết học như vậy, thầy cô và các em đã cùng cảm thụ các nghĩa lý giải, lắng nghe thấu hiểu và cảm nhận vẻ đẹp, nội dung tư tưởng cũng như hình thức nghệ thuật của tác phẩm văn học. Ở đây cô muốn lưu ý với các em, ta nói là đọc hiểu văn bản, nhưng từ đọc đến hiểu nó là một quá trình. Và có những khi chúng ta đọc tác phẩm lúc này, một thời gian sau đọc lại, ta đã hiểu khác. Cũng có những thời điểm ta đọc tác phẩm, ta cảm thấy hài lòng thỏa mãn vì mình cảm thấy đã chiếm lĩnh được ý nghĩa và vẻ đẹp của nó. Nhưng một thời điểm khác đọc lại, ta lại phát hiện ra những ý nghĩa mới, những vẻ đẹp mới. Thế thì tất cả những cái sự chuyển hóa và thay đổi đó, các em sẽ cùng nhau lý giải được ở cái phần 2 nhỏ. Cô mời các em sang phần 2, chúng ta tìm hiểu tính chất của tiếp nhận văn học. Loài người sáng tạo ra ngôn ngữ và các em biết là sau này sáng tạo ra chữ viết cũng chỉ để nhằm thực hiện một cái hoạt động quan trọng nhất, đó là hoạt động giao tiếp, trao đổi thông tin tình cảm. Văn chương nghệ thuật lại là một bộ môn lấy ngôn ngữ làm chất liệu sáng tạo. Và như vậy, văn bản văn học mà nhà văn viết ra nó phải là một phương tiện giao tiếp. Và khi văn bản văn học là một phương tiện giao tiếp thì tiếp nhận văn học chính là một quá trình giao tiếp đặc biệt. Trước khi nói về tính chất đặc biệt của tiếp nhận văn học, cô muốn chúng ta cùng khẳng định lại cái điều đặc biệt này của tiếp nhận. Tiếp nhận văn học là một quá trình giao tiếp đặc biệt. Và cô xin giới thiệu với các em một cuộc giao tiếp đặc biệt như thế trong văn chương. Tây Hồ Hoa Uyển Tẩn Thành Khư, độc điếu song tiền nhất chỉ thư. Vườn hoa bên Tây Hồ đã thành bãi hoang cả rồi, chỉ viếng nàng qua một tập sách đọc trước cửa sổ. Hai câu thơ này mở đầu bài thơ Độc Tiểu Thanh Ký của nhà thơ Nguyễn Du, chúng ta học năm lớp 10. Và cô hy vọng các em vẫn nhớ về Tiểu Thanh, một cô gái rất xinh đẹp nhưng cuộc đời bất hạnh, làm vợ lẽ sống trong cô độc, chết trong cô độc. Tiểu Thanh cũng là một người nghệ sĩ tài hoa nhưng phải chịu một bi kịch, đó là tác phẩm của cô bị đốt, bị phá hủy. Nguyễn Du ở vị trí là độc giả, khi ông đọc tập Tiểu Thanh Ký, ông đã có những rung động, những cảm xúc để rồi lắng nghe, để rồi trò chuyện và tri âm với Tiểu Thanh. Tây Hồ Hoa Uyển Tẩn Thành Khư.
Các em lưu ý cho cô động từ mệnh tấn ở câu thơ mở đầu trong cái phần dịch nghĩa không truyền tải được hết. Tấn có nghĩa là biến đổi triệt để. Và cái gì đang biến đổi triệt để ở đây? Đó là vườn hoa bên Tây Hồ giờ đã thành bãi hoang. Xưa là vẻ đẹp, là cái đẹp, nay thì đã lùi tàn. Xưa là sức sống, là rực rỡ, nay là hoang phế, là điêu tàn. Như vậy qua những cái hình ảnh chỉ sự thay đổi về không gian, nhưng ta lại thấy được dòng chảy dữ dội, lạnh lùng, vô tình của thời gian. Dòng chảy đó đủ sức phá hủy tất cả. Và câu thơ mở đầu mở ra một không thời gian vũ trụ rất đặc trưng trong thơ Trung Đàn của Nguyễn Du. Và trên cái nền không thời gian vũ trụ như thế, ta thấy xuất hiện bóng dáng của cái tôi trữ tình nhà thơ, một con người cô độc đang trò chuyện, đang tri âm với một người nghệ sĩ cũng cô độc qua một tập sách đọc trước cửa sổ. Độc điệu song tiền nhất chỉ thư. Các em thấy là cuộc trò chuyện này nó diễn ra rất đặc biệt, mà nó khá hoàn toàn với những cuộc giao tiếp thông thường. Ví dụ một cuộc giao tiếp đang diễn ra giữa cô và các em. Cái cuộc giao tiếp này diễn ra trong im lặng qua một tập sách giữa con người thời này với con người thời trước. Giữa hai thì con người ở hai thế giới, ở hai thời đại, cách trở âm dương. Nhưng ta lại thấy được trong cái sự im lặng của một cuộc trò chuyện đó, tiếng nói cảm thông, tiếng nói thấu hiểu, tiếng nói tri âm giữa người với người, những con người đồng bệnh tương liên. Và đến lượt chúng ta là những độc giả khi đọc bài thơ này, chúng ta lại tiếp tục lắng nghe được tiếng lòng và khao khát của Nguyễn Du. Bất tri tam bách dư niên hầu, thiên hà hà nhân khóc tổ như. Không biết hơn 300 năm sau, thiên hà ai người khóc cho tổ như. Với một cuộc giao tiếp mà đặc biệt như vậy trong văn chương nghệ thuật thì hẳn là tiếp nhận văn học phải có những tính chất rất riêng khác với những cuộc giao tiếp trong đời sống. Cô mời các em đến với tính chất đầu tiên của tiếp nhận. Tính chất cá thể hóa, tính chủ động tích cực trong tiếp nhận văn học. Tại sao lại có tính chất này ạ? Các em biết là có những tác phẩm bestseller, những tác phẩm kinh điển bán cả vài chục triệu bản trên khắp thế giới. Nếu như cả vài chục triệu bản, có nghĩa là vài chục triệu người đọc cùng một tác phẩm, không thể nào mà có những cách nghĩ, cách cảm xúc, có vài triệu cách lý giải giống nhau về một tác phẩm được. Và nó sẽ càng khác nhau nữa ở những thế hệ người đọc, ở nhiều nền văn hóa. Thế thì tại sao là như vậy? Là bởi vì mỗi người đọc sẽ có một đặc điểm riêng về năng lực, thì hiểu, sở thích cá nhân, tâm lý lứa tuổi, trình độ học vấn, kinh nghiệm sống. Tất cả những điều này nó tạo nên cái gọi là tâm đón nhận riêng của một độc giả. Mỗi độc giả một tâm đón nhận, vì vậy cảm nhận và tiếp nhận tác phẩm sẽ khác nhau. Cô lấy một ví dụ, một hình tượng nhân vật gây rất nhiều cả cái tranh cãi và trao đổi thảo luận sôi nổi trong các tiết học trong nhà trường của chúng ta. Hình tượng người đàn bà hàng chai trong Chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Thì cô nhận thấy như thế này, ở thế hệ độc giả là lớn tuổi như cô trở lên thì rất là dễ hiểu, dễ thông cảm và đặc biệt là dễ chấp nhận cái cách ứng xử của người đàn bà hàng chai trong cuộc sống gia đình của chị. Tức là chị sống với ông chồng vũ phu một cách rất là tự nguyện, nhất định không bỏ chồng. Chị tự nguyện để chồng đánh 3 ngày một trận nhà, 5 ngày một trận nặng. Và nhiều độc giả còn chia sẻ với cô là trong hoàn cảnh của chị, xử lý như chị, ứng xử như chị là hoàn toàn đúng đắn để mà bảo vệ gia đình, bảo vệ những đứa con và nuôi nấng con. Tuy nhiên cô nhận thấy là ở độc giả là học sinh cả em thì cả em có những cách cảm nhận, những cách lý giải khác. Cả em hiểu, cả em thông cảm và thương xót cho nỗi đau của người đàn bà, nhưng cả em không chấp nhận cái cách ứng xử của chị. Tức là lý do của cả em là rất rõ ràng, dù bất cứ hoàn cảnh gì cũng không được thỏa hiệp với bạo lực. Thì cả em sẽ thấy rằng là hai tầng lớp độc giả, hai lứa tuổi khác nhau, hai tâm lý khác nhau, hai cái trải nghiệm đời sống khác nhau sẽ có những cảm thù khác nhau về cùng một hình tượng nhân vật. Đó chính là cái tính chất cá thể hóa, cái riêng trong mỗi thế hệ độc giả khi tiếp nhận một tác phẩm, một hình tượng nhân vật. Và nó cũng thể hiện tính tích cực chủ động trong tiếp nhận. Các em học sinh, các em là thế hệ người đọc trẻ đi sau, nhưng không có nghĩa là các em sẽ tiếp nhận giống như thế hệ đi trước. Đó chính là sự chủ động tích cực của các em trong tiếp nhận và cảm thù. Và khi nào càng chủ động, càng tích cực trong tiếp nhận văn học, khi đó các em sẽ thấy rất là rõ một tính chất nữa của tiếp nhận. Đó là tính đa dạng và không thống nhất của tiếp nhận văn học. Cả hai tính chất này của tiếp nhận văn học nó đều xuất phát từ lý do đầu tiên như cô nói, mỗi người đọc mỗi tâm đón nhận. Và lý do thứ hai là xuất phát từ đặc trưng của văn học. Mỗi tác phẩm văn học nó có sự phong phú của nội dung tư tưởng, tính phức tạp của hình tượng nghệ thuật, tính đa nghĩa của ngôn từ. Chính đặc trưng của văn học như thế này nó tạo ra rất là nhiều cả cái
cách tiếp nhận khác nhau, cái sự lý giải khác nhau, sự đa dạng và thống nhất, sự đa dạng và không thống nhất trong tiếp nhận văn học. Một trong những hình tượng nghệ thuật ta gọi là phức tạp, thể hiện cái sự phong phú về đề tài, về tư tưởng, về thông điệp. Nó tạo nên lịch sử tiếp nhận rất phong phú cho tác phẩm này và hàng bậc nhất trong đời sống văn học Việt Nam. Đó là hình tượng nhân vật Thủy Kiều trong truyền Kiều của Nguyễn Du. Và cô vẫn nhớ những tiết học đọc văn trong chương trình ngữ văn 10 ở cả cái bài như Trao Duyên, Nỗi Thương Mình, khi cả em học sinh tranh cãi rất sôi nổi, thậm chí là quyết liệt. Cả em trao đổi, cả em phản bác, cả em phản biện, rồi cả em thể hiện chính kiến rất là rõ ràng. Thủy Kiều trao duyên cho Thủy Vân là hợp lý hay không? Đúng hay sai? Nên hay không nên? Tất cả những điều đó nó thể hiện các xu hướng tiếp nhận đối với đối chọi nhau, mâu thuẫn với nhau trong chính một cái lớp học mà cô thường dạy. Điều này nó cũng cho thấy được là cái sự phức tạp trong hình tượng nhân vật và thể hiện sự thiên tài của Nguyễn Du trong xây dựng một cái nhân vật. Ông đã vượt qua những cái nhà văn đương thời, xây dựng những nhân vật đơn phiến một chiều để tạo nên những cái hình tượng nghệ thuật phức tạp tới như vậy. Và càng phức tạp, càng đọc, càng tranh cãi thì cái sự sống của tác phẩm đó nó sẽ tồn tại mãi. Nó chứng tỏ được cái thiên tài của Nguyễn Du và cái sức sống của tác phẩm truyền Kiều. Và cũng nhân hiện tượng với cái hiện tượng tiếp nhận truyền Kiều và hình tượng nhân vật Thủy Kiều, cô xin chia sẻ với các em một nhận định của Hoài Thanh. Nhận định này rất là ngắn gọn nhưng cô nghĩ nó đã khái quát được các xu hướng tiếp nhận đối với nhân vật Thủy Kiều, một nhân vật rất độc đáo. Hoài Thanh nói như thế này: cuộc đời của Kiều có thể gói gọn trong một chữ đa. Có người cho Kiều là đa tài đa tình, có người cho Kiều là đa sầu đa cảm. Nguyễn Công Trứ cho Kiều là đa dâm, Nguyễn Bách Khoa cho Kiều là đa bệnh. Với quần chúng nhân dân, Kiều trước hết là một người gặp khổ nạn nhiều, một người đa khổ. Nguyễn Công Trứ thì ông đứng trên trên lập trường của đạo đức phong kiến. Nguyễn Bách Khoa thì đứng trên tinh thần khoa học, cùng tiếp nhận và cùng lý giải về hình tượng nhân vật Thủy Kiều. Rồi quần chúng nhân dân cũng có những cảm nhận khác. Ta thấy rất nhiều các cái xu hướng tiếp nhận không thống nhất, rất đa dạng đối với hình tượng nhân vật Thủy Kiều. Cô mời các em đến với một ví dụ khác. Đọc tác phẩm Vờ Nhặt của Kim Lân, Đỗ Kim Hồi chia sẻ: cái đồng lại cuối cùng trong tôi vẫn là cách nhìn đời, nhìn người đầy xót xa và thương yêu của nhà văn, là niềm tin ông muốn trao gửi đến tất cả chúng ta qua thiên truyền ngắn, rằng dù cuộc sống có bi thảm đến đâu thì cái cội nguồn nhân bản lưu giữ trong nhân dân là bất diệt. Và nếu có ai ngờ vực niềm tin ấy thì tôi tưởng Kim Lân có thể mượn hai câu thơ của Aragon để đáp lời rằng: các anh có thể tin hay không điều tôi nói, tôi đã khổ đau nên có đủ quyền. Trần Đồng Minh thì chia sẻ: rồi có lẽ một ngày xa nào đó trong tương lai, cháu chắc chúng ta sẽ tiếp nhận truyền Vờ Nhặt như một truyền cổ tích. Thử cổ tích có bốn bát bánh đúc, tựa hồ một lễ thành hôn, có bà mẹ nghèo hiền hầu giống như một bà tiên tổ mùng, có lá cờ đỏ báo hiệu một giấc mơ sắp thành hiện thực. Các em thấy là cùng cảm nhận truyền Vờ Nhặt, nhưng cái ấn tượng sâu đậm nhất mà tác phẩm mang lại cho Đỗ Kim Hồi là chất nhân bản. Còn với Trần Đồng Minh, cái mà ông ấn tượng nhất lại là cái sự lạc quan hướng về tương lai, niềm tin nó được khơi gợi lên từ nhân vật, từ chi tiết, từ kết cấu của truyền. Và vì thế mà ông cảm nhận Vờ Nhặt như một thứ truyền cổ tích. Thế thì ta thấy là cùng đọc tác phẩm nhưng cảm thù của hai nhà phê bình là hai cái cách cảm thù khác nhau. Nó cho thấy tính chất cá thể hóa, nó cho thấy sự chủ động tích cực riêng của từng độc giả trong tiếp nhận. Và đồng thời đến lượt chúng ta cũng thấy rằng là những cái ý kiến khác nhau, những cách cảm thù khác nhau, những cái lý giải khác nhau về tác phẩm sẽ đem lại cái sự đa dạng, sự phong phú và không thống nhất trong tiếp nhận văn học về tác phẩm với nhau. Và khi chúng ta thấy được tất cả những tính chất này, đặc biệt là sự đa dạng và thống nhất, thì chúng ta sẽ thấy rằng các độc giả khác nhau sẽ có những cảm thù khác nhau với những cái cấp độ tiếp nhận khác nhau. Chúng ta sẽ cùng sang phần 3 nhỏ, tìm hiểu các cấp độ tiếp nhận văn học. Cấp độ đầu tiên, cảm thù tác phẩm qua nội dung cụ thể trực tiếp. Cấp độ thứ hai, từ nội dung cụ thể trực tiếp ta cảm thù được nội dung tư tưởng của tác phẩm. Cấp độ thứ ba là cảm thù tác phẩm cả về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật. Và các em thấy trong các giờ đọc văn ở trong chương trình ngữ văn của nhà trường thì thầy cô luôn định hướng và hướng dẫn cho các em cảm thù tiếp nhận tác phẩm ở cấp độ cao nhất, đó là cảm thù cả nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật. Trong thực tế học văn và viết văn của các em cũng như vậy. Và các em lưu ý những bài văn
nghị luận về tác phẩm văn học chính là một cái phương diện của tiếp nhận. Thì trong những bài văn mà thể hiện sự tiếp nhận của học sinh chúng ta, thì nếu như bài viết nào của các em ở cấp độ đầu tiên, thì thầy cô thường góp ý là bài viết đang còn diễn xuôi thơ, đang còn diễn xuôi cổ truyền, chưa có kỹ năng phân tích cảm thụ. Và nếu như bạn nào mà viết ở cấp độ thứ hai, cấp độ cao hơn, thì thầy cô đã ghi nhận là đã cảm thụ được nội dung tư tưởng của tác phẩm, hiểu được thông điệp của nhà văn, nhưng chưa chú ý đến hình thức nghệ thuật. Và bài viết nào mà thể hiện được cái sự cảm thụ của các em ở cấp độ cao nhất, cảm thụ cả nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật, thì thường là những bài văn mà đã gọi là giỏi hoặc là xuất sắc. Thế thì các em sẽ thấy là ngay trong một thế hệ độc giả là học sinh các em, cảm thụ tác phẩm đã ở các cấp độ khác nhau rồi, không ai giống ai, đúng không ạ? Thế thì vấn đề đặt ra là làm thế nào để chúng ta phát triển năng lực văn chương, làm thế nào để chúng ta phát triển năng lực tiếp nhận văn học. Cô mời các em cùng đến với những cái lưu ý, mà ở đây cô nghĩ là không phải chỉ cô mà các em, tất cả độc giả chúng ta, để tiếp nhận văn học có hiệu quả thì phải không ngừng nâng cao trình độ hiểu biết văn chương nghệ thuật của mình, tích lũy kinh nghiệm tiếp nhận. Chúng ta cũng phải luôn tiếp nhận văn học một cách chủ động, tích cực, sáng tạo. Chừng nào chúng ta làm tốt hai điều này mỗi ngày mỗi giờ, thì chắc chắn chúng ta sẽ tiến gần với, hoặc chúng ta sẽ là một kiểu người đọc lý tưởng trong đời sống văn học, người đọc đồng sáng tạo. Người đọc đồng sáng tạo là gì? Tức là những cái người đọc mà có khả năng đưa ra những cảm nhận mới, những cách lý giải mới mẻ về tác phẩm, mà đôi khi những cảm nhận, những cái cách lý giải, những cái cách phát hiện ra các tầng lớp ý nghĩa của tác phẩm vượt xa những cái ý nghĩa trong sáng tạo của nhà văn. Đôi khi nhà văn viết tác phẩm nhưng nhà văn không nghĩ xa, mà chính độc giả lại là người phát hiện ra cái đẹp riêng, phát hiện ra những cái tầng lớp ý nghĩa riêng mà nhà văn cũng không ngờ tới. Và nói về người đọc đồng sáng tạo, cô giới thiệu với các em một cái hiện tượng rất nổi bật và gây sốt vào cái kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2005 tại hội đồng thi đại học Huế của chúng ta. Trong đó một cái thí sinh, bạn tên là Nguyễn Thị Thu Trang, là học sinh trường Quốc học, bạn đã có một cái bài văn mà đạt điểm 10 tuyệt đối. Trong cái bài văn đạt điểm 10 đó thì có một cái câu nghị luận văn học quan trọng nhất 5 điểm, với cái đề văn là phân tích vẻ đẹp của tình người và niềm hy vọng vào cuộc sống ở các nhân vật Trang, Người Vợ Nhặt, Ba Cụ Tử trong truyền ngắn Về Nhà của Kim Lân. Điểm 10 tuyệt đối có nghĩa rằng là giám khảo rất ghi nhận cái bài viết của bạn. Thì khi mà công bố bài văn trên các phương tiện truyền thông thì nhà văn Kim Lân đã đọc, và trong một cuộc phỏng vấn với báo Tiên Phong thì nhà văn Kim Lân đã chia sẻ và đã bình luận về bài văn và cũng như là cái cách tiếp nhận của bạn Thu Trang, thí sinh của chúng ta. Và cô xin chia sẻ một cái đoạn lời bình của Kim Lân để cả em thấy được tại sao mà bài văn của Thu Trang được điểm 10. Nó có thể không phải là một bài viết hoàn hảo về tất cả mọi thứ, nhưng ở đó tất cả mọi người đều ghi nhận rằng bạn không chỉ là một cái người đọc bình thường, mà bạn là một người đọc đồng sáng tạo. Cô đọc cái lời bình của nhà văn Kim Lân, cô in ra từ bài báo. Thu Trang đã tìm ra sự mới mẻ hơn so với những bài của những cây đại thù như giáo sư Đỗ Đức Hiếu, giáo sư Đỗ Kim Hồi, dù họ là những vị giáo sư đã từng viết rất hay. Bài văn của cháu viết cũng không kém phần tinh xảo sâu sắc, và cũng không kém phần khám phá, không kém phần có những phát hiện mới ở trong đấy. Ví dụ như cháu là vị truyền của tôi, có cái gì giống với Dostoevsky của Nga, một nhà văn viết về những người cùng khổ. Các em thấy là cái lời của Kim Lân khi bình về bài viết của bạn Thu Trang rất là ghi nhận những cái cảm nhận rất là riêng của bạn. Có nghĩa rằng là trong thực tế học văn, đọc văn, tiếp nhận và cảm thụ tác phẩm, thầy cô luôn khuyến khích, luôn ghi nhận tất cả các em ở vị trí là một người đọc tích cực, chủ động và đồng sáng tạo. Một cái lưu ý nhỏ ở đây, khi chúng ta nói đồng sáng tạo không có nghĩa là chúng ta có quyền suy diễn tùy tiện về ý nghĩa tác phẩm. Bởi vì tác phẩm văn học nào cũng có những phẩm chất bên trong, có đặc điểm riêng về nội dung hình thức, đặc trưng riêng về thể loại, có đặc điểm về hoàn cảnh sáng tác, về phong cách nghệ thuật của nhà văn. Có nghĩa là chúng ta tiếp nhận, chúng ta đồng sáng tạo nhưng trên cơ sở nội dung hình thức nghệ thuật của văn bản và những đặc trưng riêng của văn học, không có nghĩa là chúng ta suy diễn tùy tiện. Quay trở lại vấn đề người đọc đồng sáng tạo, và các em sẽ thấy như thế này, trong đời sống văn học chúng ta càng nhiều người đọc đồng sáng tạo thì cái nhu cầu thưởng thức tác phẩm văn chương có giá trị nghệ thuật, có giá trị lớn sẽ tăng. Và chừng nào mà trong đời sống văn học càng nhiều người đọc đồng sáng tạo thì cố tin chắc rằng số lượng truyền ngôn tình bản sẽ bớt lại.
chắc chắn những tác phẩm đạt giải Nobel sẽ bán chạy. Và đó là cái sự phát triển rất là lý tưởng của mọi đời sống văn học mà bất cứ nền văn học nào cũng mong muốn đạt tới. Trước khi kết thúc bài học, cô có một phần bài tập nhỏ cho các em. Phân biệt đọc và tiếp nhận văn học. Nếu các em theo dõi bài học từ đầu tiết đến giờ thì chắc chắn là các em rất dễ để phân biệt hai cái khái niệm này. Cô có một vài gợi ý. Đọc đó chỉ là một hoạt động trong quá trình tiếp nhận. Còn tiếp nhận văn học thì có nhiều hình thức hoạt động. Chúng ta thưởng thức văn chương nghệ thuật không chỉ đọc mà còn nghe nhìn hoặc là kết hợp đa phương tiện. Đọc có thể là chỉ để tra cứu, nắm thông tin, tìm tư liệu, khảo sát, thống kê, và những thao tác này thì nó rất là khác với tiếp nhận cả về mục đích và thái độ. Còn tiếp nhận văn học nó là một quá trình rung động, lắng nghe, thưởng thức, cảm nhận vẻ đẹp của tác phẩm văn học. Và để kết thúc bài học, cô xin chia sẻ với các em một đoạn thơ mà cô rất là yêu thích. Đây là một trong những bài thơ hay nhất của văn học Bắc Mỹ, thơ ca Bắc Mỹ thế kỷ 20. Một đoạn trích của Wallace Stevens. Cô nghĩ rằng là rất khó để tìm một đoạn thơ nào mà là khơi gợi lên, làm sống dậy một cái hình tượng nghệ thuật, hình tượng người đọc và quá trình tiếp nhận đẹp đẽ như thế này. Căn nhà vắng lặng và thế giới an bình, người đọc trở thành cuốn sách đêm hè, giống chủ thể đầy ý thức của sách. Căn nhà vắng lặng và thế giới an bình, tiếng nói vang lên không chữ viết, ngoài người đọc bên mình, nghiêng mình bên trang giấy. Nhà văn Ý nổi tiếng của Umberto Eco đã từng viết như thế này cả em. Tôi đã đi cùng khắp, nghĩa là đi khắp thế giới, đi khắp nơi, để tìm kiếm sự an bình. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng yên bình với tôi là ở trong căn phòng nhỏ cùng với một quyển sách. Cô chúc tất cả các em sẽ tìm thấy được sự yên bình, sẽ tìm thấy được tiếng nói nội tâm hạnh phúc khi thưởng thức các tác phẩm văn chương nghệ thuật đích thực. Xin chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại.